Còn chú anh là hắn mèo, còn người bên đây là cái gì? Cỏ. Ủa em sinh 98 hả? Chị ca bằng tuổi với lẽ phải của anh á. Sao? Là dịu gì? Em nói đúng mà. Đúng rồi, anh phải ngồi gần lẽ phải của anh chứ. Ngày hôm qua cũng thế luôn. Khi đi với anh, em sẽ không bao giờ được đứng bên lề trái. Biết tại sao? Tại sao? Bởi vì em là lẽ phải. Bởi vì em là lẽ phải. Thả thứ. Anh thích Nhung à? Oh wow. Em cũng thẳng quá vậy. Sao thẳng quá vậy? Thì sao thẳng thắn như nghe anh hồi hôm qua? Cái người anh thích nhất trong lớp học hiện tại nha, là em sẽ mới thích Trâm. Là em sẽ mới thích Trâm. Thôi trả lời đi, cười gì chứ. Anh run tay rồi đó. Anh thích Du không hả? Ừ, cho chị xin nghỉ anh. Dạ để chị, dạ. Cho em miếng nước. Ủa không cho, nghe cho miếng nước không? Chị đây. Anh trả lời đi, em chưa quên rồi. Em nghĩ rồi, em đoán thử rồi. Vậy là thích rồi. Nếu như nó thẳng là không thì sao? Buổi đi cà phê của Long và Nhu cũng đã kết thúc, nhưng cơn mưa thính từ Long vẫn chưa dứt. Hiện tại thì team người có 4 ngành. Team người có 4 ngành, anh sẽ để em ở cái ngành trên cùng. Xong rồi còn 3 bạn khác thì mỗi bạn chia ra mỗi ô, mỗi ngành. Đúng. Nhưng mà cái ngành trên cùng là cái ngành quan trọng nhất. Tại vì cái ngành này sẽ đưa lên não anh. Oxy lên trên lên não. Nhức đầu á. Em vừa có ý định là đẩy thuyền cho anh với Trâm đó nha. Thôi mình đi về. Ủa tưởng đâu đang đợi xe chứ. Đang đợi xe đâu, mình đi xe mình về. Cho nên em không biết em cứ đứng đó em đợi đó. Em biết là anh đã hẹn hai ba cô ở đây đúng không? Không, không biết. Chứ anh đâu có tệ đến mức độ đó như vậy. Anh công nhận anh là bad boy rồi, thì mà anh có tệ đến mức độ đó. Nhưng mà cũng có khả năng. Ok, let's go. Chiều nay Long sẽ hộ tống ba cô gái đi mua đồ cho chuyến picnic sắp tới. Khỏe dữ ha. Em à, khỏe quá. Em ở gần đây. Thôi lỡ đọc địa chỉ luôn đi. Xong là sau có chương trình này mọi người sẽ vui lại. Em là tiên thần mà, em bay em đâu quỳnh cánh đâu. Đúng không? Người ta sẽ bu tới người ta tìm em chứ, em sinh vật lạ mà. Em không hiểu anh nói gì hết. Câu thả thính này hình như nghe quen quen. Ví Trâm là thiên thần, bởi vì Trâm ngã từ trên trời xuống, Trâm không có đâu. Em đi làm gần đây không? Chút nữa em qua quận 1. Quận 1 hả? Cần rap bài không? Em đi rap kha. Quê rồi chứ. Chú câu không muốn nói gì luôn. Mà em ngồi giữ cái vùng thính này em cảm thấy mệt mỏi quá mọi người. Cho em xuống xe được. Ngợp quá, ngợp thính. Ngợp thính mà cố mệt của mình. Chắc có thính nào chưa hết. Có lẽ vì quá ngợp thính nên khi đi mua đồ, Trâm và Hằng đã đi rất nhanh, làm cho Long và Nhu bị bỏ rơi lại phía sau. Không biết hai bà kia bà chạy kiểu gì mà đi mất tiêu luôn trời. Đi nhanh thử. Nhìn gì? Nhìn dữ thấy trời đi. Ơi, anh là một người rất chuyên, biết chuyên cái đẹp, em hiểu không? Cái gì đẹp thì cho anh nhìn đi, để chạy lấy cấm. Đừng nói vậy, chứ không thích. Thì những cô gái bình thường khác thì anh nói như thế nào? Thì họ sẽ có cái đẹp riêng của họ. Em có đẹp riêng của em. Nhưng mà không thích kiểu nói vậy. Ơi, đúng rồi, cô gái chúng ta đây rồi. Trời ơi, rẻ đâu không thấy luôn. Tại vì chạy, cố gắng chạy nhanh nhất có thể để có thể mua được.
Trong suốt chuyến đi mua sắm ấy, Long vẫn luôn theo sát, quan tâm và chăm sóc Nhu. Chắc hẳn là anh chàng đã chuyển hướng tình cảm qua Nhu. Thật sự tình cảm của mình dành cho cô gái nào thì đúng từ đầu chương trình cũng đã nói là chỉ có Trâm mà thôi. Thật sự là những cô gái khác kiểu không có tí làm cho mình kiểu lung lay luôn. Nhưng mà đúng là Trâm với Hằng á, thì Hằng thì làm mình rất bối rối tại vì Hằng hiểu mình quá. Còn Trâm thì là người mình thích, mình kiểu mình để tâm nhiều nhất. Vietlife Residence có thiết kế mang đậm màu sắc dân gian Bắc Bộ. Mỗi phòng ở đây đều là một căn hộ nho nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Qua từng vật dụng nhỏ trang trí, ta có thể thấy chủ nhân đã dày công sưu tập để tạo nên một không gian pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, mang lại cho khách lưu trú nhiều suy niệm về cuộc sống. Trưa nay Nhu bận đi làm nên bữa ăn trưa chỉ còn có Long, Trâm và Hằng. Ủa Long với chị Cao quanh anh đi chơi quá. Ngày đi lên. Ngày đi lên cãi nhau lùm lá. Cãi nhau á? Ừ. Tại sao? Nghiệu ca. Nghiệu gì? Nói chung là tí nữa anh sẽ lên, anh sẽ gặp riêng ca nữa. Nghe đâu ca tức anh lắm. Nghe mà tưởng qua đó. Nghe đâu là nghe đâu? Nghe Nhu kể. Hai người đi ăn về á, buổi trưa á, xong là từ lúc đó đến tối là em thấy ca ít nói luôn. Ca kiểu như trầm lắng một chút á, mà bữa giờ là chưa bao giờ thấy cái kiểu đó luôn á. Tại vì anh không có... Không chọc anh nữa nè, không chọc mọi người luôn, không như mọi ngày. Đó là do anh đúng không? Chắc chắn rồi á. Một người con gái người ta sẽ suy nghĩ nhiều đến thế, chứ không phải là đơn giản như anh nghĩ trong đầu đâu. Ok. Wow. Chị. Thì kể xong chưa chị? Kaka trở về thật đúng lúc. Và thế là bữa ăn trưa nay trở thành một phiên tòa xét xử Long. Hải Phòng. Ok. Phòng không lòng vòng. Nhưng mà rất lòng vòng nha. Rất lòng vòng nha. Không lòng vòng, lòng rất nha. Lòng vòng. Tại vì anh đi thẳng vô trong cực vấn đề. Cực kỳ lòng vòng. Tại anh đi thẳng vô trong vấn đề quá nên em không hiểu thôi. Không. Không hề nha. Không hề. Tất cả chẳng lẽ bây giờ anh cục xúc tới mức độ kiểu ca ơi thích em quá thì nói vậy luôn hả? Không, anh bùng bên của em không thích. Anh làm tức thiệt luôn á. Đi đâu mà tức? Đúng tào lao luôn á. Em nghĩ sao em nghĩ à? Anh thấy vui mà. Hay là cả đêm qua anh đang ngồi nghĩ là em đang tương tư về anh? Gây nhờ, găng căng nhờ. Ngon em làm cho hai bạn đối diện. Tao có ăn ngon mà đang ngon thường. Bình thường món. Vô không? Vô không Trâm? Hả? Vui không? Vui. Vui gì á? Vui. Vui không? Vui không? Mà vô hai người đang nghe lộn mà vui mà. Thì vui hơi cười nha. Cái vui này nó hơi cười nhưng mà thôi kệ. Chưa thấy, chưa bao giờ kỳ cục đến mức nữa. Vô Long. Dạ. Làm gì làm lại đấy không nha. Dạ. Anh gỡ gạt được gì anh gỡ đi chứ để gì chết. Gỡ gì? Đổi cái tính tình đi chứ gỡ gì. Anh làm sao cho em như bình thường để em chọc lại anh đi á. Rồi, tí nữa anh sẽ nói lại bình thường cho em, ok. Nhưng mà nói không là người ta sẽ bình thường được, nói không đâu ạ. Cái hành động mới là cái chủ chốt chứ. Ok. Vậy là quỳ lại. Đàn ông là phải hành động lỗi. Chứ không phải là nói, không phải là quỳ lại xin lỗi, nhưng mà hành động này nó hơi căng á, tại vì nó sẽ xuyên suốt cuộc hành trình về sau nó như thế nào là lúc đó chị Ca mới đầu suy nghĩ lại. Tôi cũng chưa nghĩ là hành động cái gì, đúng không? Ừ, thì thay đổi trong hành động đối với tất cả mọi người đúng không? Đó. Nghe rõ chưa? Anh nghe rõ chưa? Dạ. Yeah. Lời nói nữa cũng quan trọng. Ừ. Nhưng mà nói ít thôi là hành động nhiều. Dạ. Yeah. Em không giữ. Tự nhiên tạo ra ma kinh khủng thiệt chứ.
Anh thấy tụi mình đang nhạt lắm hay gì? Chúng ta đang nhạt lắm hay gì? Thêm muối à? Này hơi cay, chứ không mặn. Mình không ăn miếng hả? Không, em không ăn nữa đâu. Trời, trước mặt tôi là hai con mèo. Ừ, đúng rồi ý. Anh bên cạnh là gì? Cờ. Là gì? Sao? Cậu trước mặt anh là con mèo, còn người bên đây là gì? Cờ. Ủa, em sinh 98 hả? Chị ca bằng tuổi với lẽ phải của anh á. Sao? Là dịu gì? Em nói đúng mà. Ừ, đúng rồi, anh phải ngồi gần lẽ phải của anh chứ. Ngày hôm qua cũng thế luôn. Khi đi với anh, em sẽ không bao giờ được đứng bên lề trái. Biết tại sao? Tại sao? Bởi vì em là lẽ phải. Thả thứ. Anh thích Nhung à? Oh wow. Em cũng thẳng thích vậy. Sao thẳng quá vậy? Tại sao thẳng thắn như nghe anh hồi hôm qua? Cái người anh thích nhất trong lớp học hiện tại nha, là em xong mới tới chồng. Thôi trả lời đi, cười gì chứ. Anh run tay rồi đó. Anh thích Du không á? Ừ, cho chị xin nghỉ anh. Dạ để chị, dạ. Cho em miếng nước. Ủa không, cho miếng nước luôn. Chị đây. Anh đặt lời đi, em chưa quên rồi. Em nghĩ rồi, em đoán thử rồi. Vậy là thích rồi. Nếu nói thẳng là không rồi sao? Nghiêm túc nha, không cười nha. Anh biết cái sự nghiêm túc của mình nó chỉ đến khi mà mình thật sự nghiêm túc thôi. Đó, anh thật sự... anh cứ nói là anh nghiêm túc như vậy quá nhiều lần, làm cho người ta cảm thấy cái sự nghiêm túc của anh nó hơi rẻ. Không có nghiêm túc nữa. Nên chót đúng không? Hơi rẻ. Cuộc ăn ngày hôm nay là một cuộc tra khảo á. Nó không đơn thuần chỉ là một bữa ăn bình thường đâu Long. Nghĩ đá nha. Sợ không? Anh sợ không? Em sợ tay anh rồi đó. Nghe cái này em sợ rồi đó. Nghe sợ thiệt luôn. Nghe cống quá. Có thể để ý trong lúc ăn trưa thì ba người đó hình như là đứng vào một phe và mình là một phe vậy đó. Như là không có ai về phe mình hết. Mình kiểu như là một cái đinh đóng sàn. Đinh cứ đóng liên tục thôi, không thể đỡ được. Nghèo mặt. Bạn sẽ bưng này vô trước nha. Không, chị thôi em phụ anh rửa. Không, cái này ít mà. Phụ anh rửa rồi em ít chuyện. Ít mà. Vậy thôi chị ca em phụ anh Long rửa rồi hai người nói chuyện luôn. Tranh thủ luôn. Tranh thủ. Còn phải hẹn ra góc nào nữa. À, cho sẵn nhà bếp luôn à. À, ok. Không chỉ là em nghe từ anh nói. Mà những lúc mà anh chia sẻ với ai đó, em không biết là mỗi lần anh chia sẻ xong với anh có nhớ những gì anh chia sẻ không. Nhưng mà lúc thì em nghe người này nói là anh rất thích người này, xong rồi sau đó rất thích người kia. Theo cái chương trình này, anh không muốn ai bị bỏ rơi cả. Anh muốn ai cũng sẽ như ai đó. Vậy là anh định thích không tất cả mọi người. Nếu như anh nói cái đó là mindset của anh thì sao? Vậy thì em không định giá cao. Em đều biết là chúng ta có hai con sói. Rồi lại này. Wow. Anh làm gì? Vậy thì anh định làm gì với hai con sói? Anh làm như vậy để làm gì? Anh muốn tốt cho hai người còn lại là một này. Anh muốn tốt cho hai người còn lại. Vậy anh muốn tìm ra một cái người mà rõ ràng đó là thấy họ sẽ tỏ ra cái thái độ là tôi là xấu đó. Nó sẽ dễ mindset lại hơn. Tại vì anh không muốn kiểu một người như anh Đông rồi tự nhiên
chót thương một bạn nào đó là đối diện rồi sao? Em nè, này nói nghe nè. Cái đêm mà anh Đông anh bị stress á, anh cả đêm anh không ngủ để anh làm gì? Để anh mindset. Nhưng mà em hỏi thiệt, tại sao anh lại muốn giúp anh Đông tới mức như vậy? Anh với anh Đông đều là thạc sĩ, đều chịu cả áp lực công việc và cả bên ngoài y chang nhau. Đều học thạc sĩ. Đúng rồi, cả áp lực hai thằng đều kiểu cân bằng với công việc. Ừ. Với niềm vui. Ừ. Mà khi mà vô đây nữa, lỡ vô tình mà kiểu thích một bạn nào nữa thì nó lại càng có nhiều cái để nói nữa. Nên thay vì anh Đông bỏ thời gian để tìm một bạn nào đó thì anh sẽ giúp anh Đông hoàn thành nó trước. Tới đâu tới năm. Anh vì thương một người, anh giúp một người. Đúng rồi. Nhưng mà anh làm những người còn lại buồn. Đúng rồi. Anh chấp nhận. Đúng. Giống như Thanos em hiểu không? Thanos bị rất là nhiều người chỉ trích. Nhưng mà khi suy nghĩ lại, việc ông làm là đúng, không có sai. Anh cũng vậy. Em hiểu không? Hiểu vấn đề không? Hiểu vậy chưa? Không, em không muốn hiểu. Bây giờ em nghĩ là em với anh nên nhắn tin trao đổi. Cũng được, ok. Thì em sẽ nói cho anh biết. Ừ. Về cái điều anh đang làm. Yeah. Giải thích nó kỳ cục, kỳ quặc lắm. Rồi mình bảo là ủa, anh thương anh Đông tới mức gì vậy? Dạ là anh đừng kêu. Vậy những người còn lại thương anh thì sao? Anh sẵn sàng làm tổn thương họ hả? Thì anh ừ. Là lúc đó mình đã kiểu Bây giờ mà nói thêm tiếng nữa là mình sẽ khóc như ngày hôm qua. Mình không dám nói nữa. Nên là mình quyết định là nhắn tin thôi. Và thế là câu chuyện giữa Long và Kaka phải tiếp tục giải quyết qua những tin nhắn. Thì Ka nói là muốn sẽ có thể là Ka sẽ giúp mình. Thì nhưng mà Ka vẫn rất là chạnh lòng về cái vấn đề này. Thì Ka luôn muốn giúp mình với Trâm là hai đứa sẽ tiến với nhau. Và Ka no còn nói là sẽ giúp mình với anh Chun. Miễn là mình và anh Chun là sẽ vui vẻ tới cuối. Mình cũng đã nhắn lại là mình bảo là mình tôn trọng Ka. Nhưng mà hiện tại mình phải đóng vai ác trước. Thật sự là phải như vậy thôi. Tại vì mình không muốn người anh của mình là anh Đông ấy. Tại vì mình từng trải qua cái cảm giác như vậy. Mình từng trải qua cái cảm giác mà khi mà mình rất là stress trong công việc, trong việc học. Thì cái người mình muốn tìm đến nhất là người mình thương nhất. Mà sau đó thì người ta lại phản bội mình. Cảm giác rất là đau đớn. Nên là mình không muốn anh Đông sẽ vướng phải cái trường hợp y như vậy, cho nên là mình sẽ giúp anh Đông. Rồi và Ka đó nói là Ka không muốn giúp mình. Ka không muốn tổn thương ai hết. Mình sẽ nhắn tin cảm ơn Ka. Cảm ơn Ka và xin lỗi cái việc mình đã làm với Ka. Mình nghĩ là mình dần có khoảng cách với anh Long rồi. Tại vì sau khi mà cái lúc mà mình giải quyết mâu thuẫn với anh Long á, càng giải quyết mình càng thấy mâu thuẫn. Cho nên đó là mình đã quyết định là thôi, mình nói ra hết tất cả những gì mình suy nghĩ là được rồi, để cho anh Long hiểu. Vậy thôi. Chứ anh Long càng như vậy thì mình nghĩ là khoảng cách mình với anh Long sẽ càng xa hơn. Khi mà mình đã nghiêm túc rồi thì mình sẽ làm ra ngu ra khoai luôn. Kiểu mình biết là Joker làm rất là nhiều người khó chịu, nhưng mà Joker thì cũng sẽ tìm Harley Quinn của đời mình. Thì mình đang là Joker trong cái câu chuyện này. Trong khi Long đang mải mê với kế hoạch của mình thì Harley Quinn của đời anh đã đến thăm nơi trung tập luyện môn Muay Thái. Oh man. Ủa em đứng đây nãy giờ. Em đứng lâu chưa?
Có anh đấy. Ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây. Em thấy anh đẹp không? Em có thấy này, em đứng xem anh mà. Thấy sao? Ngầu. Ngầu hả? Mày lắm. Nhưng mà em nghĩ là khỏe mà đúng không? Khỏe. Nó chỉ mệt nhất hồi lúc đó thôi, sao thì nó sẽ khỏe. Tính ra là bữa giờ 4 ngày mà em chưa có biết anh chưa nhiều. Mà hôm nay em mới biết, tại vì nãy giờ đứng em nhìn đó. Thì bây giờ anh tập phải 1 tiếng nữa cơ, anh mới về cơ. 6 giờ mới về nhà được. Nếu em thích em ở lại xem một chút rồi sau em về. Ok, em sẽ chờ anh. Em chờ anh về luôn. Em nhanh về luôn hả? Ở đâu? Thiệt. Ok. Thì trong khoảng thời gian này em vẫn sẽ ngồi nhìn anh. Áp lực. Đi đâu mà áp lực. Quả thật, tập luyện dưới sự quan sát của Trâm là cả một áp lực rất lớn. Thì mình cảm giác rất là lạ và bất ngờ vì mình cũng chưa tiếp xúc với Trâm nhiều lắm. Và khi Trâm qua thì cũng thấy rất là vui vui khi mà có một người xem mình tập như vậy. Vậy là để cho bớt áp lực, thay vì để Trâm ngồi chờ thì Trung quyết định chỉ cho cô nàng vài đường Muay Thái. Thôi, chỗ này. Bên này nữa hả? Mệt đâu. Mệt lắm. Bên này vậy thôi. Cho em biết sơ sơ thôi. Mệt lắm. Mày đi còn yếu ớt. Phải khởi động cơ. Vậy là hôm nay em ở nhà có đi hẹn hò với bạn nào không? Nó cũng không hẳn là hẹn. Thì đi với bạn nào không? Em có nói chuyện rồi sáng, em có nói chuyện với anh Đạt. Trước khi anh Đạt đi làm. Nói chung là tại vì em cũng chưa có biết nhiều về Mai Thái. Cho nên em có cần một câu hỏi muốn hỏi anh. Thì trong Mai Thái nha. Trong Mai Thái thì cái đòn nào là cái đòn mạnh nhất? Đòn chỏ gây sát thương nhất. Cái phần này rất là cứng. Anh có thể dạy em được cái đó không? Tại vì dạy em cái đòn đó. Dạy đòn này thì dễ. Tại vì em muốn knock out trái tim anh. Knock out trái tim anh. Cái chơi em bị em kiểu như em bị lo dở chân luôn. Xem. Thật ra lần đầu tiên rồi mình kiểu nói những cái câu như vậy á. Mục đích của mình thì cũng chỉ là vui thôi. Tại mình cũng hay thích, mình cũng thích chọc anh Jun. Tại vì anh Jun, bữa giờ anh Jun cũng mặn mà đó. Anh Jun bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về những câu thính á. Nên là mình cũng muốn góp vui chút xíu với anh Jun thôi, chứ cũng không có mục đích hay gì khác nữa cả. Trường hợp mà anh Jun có suy nghĩ là mình đang thả thính thiệt hay gì đó thì người chắc cũng không có thể đâu. Anh Jun cũng không có nghĩ nhiều thế vậy đâu. Tại vì mục đích của anh Jun nó rõ ràng rồi. Ngô của Hằng là gì? Ngô của Hằng hả? Ngô của Hằng thì hiện tại trong nhà chung nếu mà dính nhất thì chắc là ông Đạt á. Chắc là ông Đạt á. Bữa nay em có đi học à? Dạ, em xin nghỉ để nấu ăn cho anh nhưng mà... Trời ơi. Nghỉ để nấu ăn hả? Tàn thứ dữ vô nhà. Giỡn thiệt vậy. Tàn thứ dữ trong nhà, tàn thứ dữ. Anh nói mà anh không chịu ở nhà anh rồi anh của em. Hai em. Ủa em tới đâu chưa? Em mới tới. Vậy là hôm nay anh tan ca sớm. Đúng rồi, tan sớm. Để gặp em. Hôm qua em sao rồi? Dạ. Hôm qua em hẹn hò với ai? Hôm qua em hẹn với anh Jun mà. Chun hả? Cái đó là em đề nghị hả? Đúng rồi, em đề nghị. Tại vì thì hôm bữa em lại có cái cơ hội tiếp xúc với 4 người đó. Cái xong rồi em cũng muốn quay ngược lại, bắt đầu lại từ đầu. Với lại em thấy anh Chun kiểu hơi đe né em, hình như anh Chun nghĩ em là có đối bí ẩn hay sao á.
nên là em giải thích cho anh Trung này không phải câu đố bí ẩn. Thì lúc đầu anh cũng nghĩ em là nằm trong câu đố bí ẩn. Thật sự anh nghĩ thôi nha, anh nghĩ em với lại Đông. Thì cái bữa ngủ với anh Chu đó thì anh Chu nói với anh là Đông của em là rất là ít tiếp xúc này kia, anh Chu cũng nghi ngờ em với Đông là cặp đôi với anh. Em cười gì vậy? Em là biết là em đáng nghi nhất là ở trong cái bốn người nữ luôn á, thật sự luôn á. Thiệt luôn hả? Thì em mới kêu là ủa em không biết là tại sao mọi người lại nghi em. Mày nay em quan sát, em nghĩ ai là cặp đôi biển? Anh. Anh là cặp đôi biển? Ừ. Tại sao lại nghĩ vậy? Thì nói chung là em cảm nhận đó là kiểu... Ủa anh không thắc mắc là em nghĩ anh với ai hả? Không, em nghĩ anh với chị Nhu. Cái đó anh sẽ hỏi sao nhưng mà... Không, em thẳng thẳng luôn là em nghĩ anh với chị Nhu. Ừ, vậy hả? Ừ. Sao vậy? Kiểu em thấy hai người... thân mật hơn những cái gì có thể vậy nó 4 ngày á nó thân mật hơn cái mức gọi là 4 ngày vừa mới tìm hiểu nhau. Nếu như mà hai lần nhú cặp đôi biển ta với anh trai cái gì chị nhú cặp đôi biển với anh trai nữa mà anh hình như rồi cái kiểu làm gì nữa phải mình vẫn thấy Trâm là một người có suy nghĩ chín chắn hơn độ tuổi của mình và là một người biết quan sát, là một người thông minh và rất là cởi mở. Còn em nghĩ ai cặp đôi bí ẩn như vậy? Em nói thiệt nha, em bị anh á, em bị anh á. Rồi. Anh nghĩ anh. Thì em thấy kiểu anh cũng không có quan tâm đặc biệt đến ai hết. Rồi mọi thứ đó anh, nói chung là anh trải đều mọi thứ ra. Có thể là anh giống em cũng không quan tâm đặc biệt với ai hết. Nhưng mà cái cách mà anh thể hiện ra bên ngoài là anh cảm thấy là anh không muốn cái gì nữa hết á. Tức là kiểu như là người yêu mình đã có chấp này rồi mình nên tém tém lại kiểu vậy. Khi mà cái vụ chú với một người con gái đó mà người đó nhiều khi không thích mình nó cũng khó chịu cho ta. Mà em cứ trải điều đi, trải điều ra đúng không? Quan tâm mỗi người vậy thì ai mà tiếp nhận sự quan tâm em nhiều hơn thì nhiều khi cơ may mắn gì con gái chương trình đấy thôi. Thì nói chung là tính thật ngoài đời anh cũng vậy đó. Cái tính ngoài đời anh là vậy, tính ngoài đời anh sao anh vô chương trình vậy? Thì đúng thật sự. Rồi. Em cũng đem tính cách ngoài đời thật của em vô chương trình thực tế mà. Ừ. Thì Hằng đúng là một cái tiếp người con gái gọi là nó rất là sâu sắc, cũng như là rất là biết suy nghĩ khi mà người khác nói, thậm chí là nghĩ cái điều đó nó vượt xa hơn những người khác nghĩ. Bề ngoài đó thì quấy cười thôi, chứ thực chất là bên trong mình suy nghĩ rất là nhiều. Càng tiếp xúc với anh Đạt thì mình cảm thấy anh Đạt là một người khá là vui tính, hài hước cũng như là chân thật. Cái sự chân thật này là cái cảm giác khó mà kiếm được ở ba người còn lại khi mà mình tiếp xúc.